Đây là chú cháu mình đang đi vẫy chuột. Đây, ở đây có cái lỗ gì nhỉ? Cái này vụ lúa này thì có lươn không bác chú? Đấy. Mày lố thế này, ba một lố đi. Không có người đau đâu. Đây có một lỗ rồi.
Đấy, nó có đường đi đấy nhỉ. Mon này đây đây này. Chín cái đây có hai cái đây cửa chỗ người nó lấy trộm mất đấy. Thank you.
gì thối đấy nhỉ?
đuôi đừng hay mà. Cầm đuôi chọc kéo thôi một phát. Ý, to ghê đấy. Nó đang ăn con ngoé gì. Đấy, bắt đầu phồng lên to lại. Ô, chết chết chết. Đấy, vừa ăn xong. Cái rắn hổ mang. Rắn hổ mang banh. Ừ, hổ mang banh. Banh, hổ mang banh. Banh, banh, con này banh. Nuôi. Con này nuôi được. Hổ mang banh hả? Banh, banh, quay ra nào. Ơ, ừ, sao banh nó mau này. Ừ. Con này có phải hổ mang chúa không? Không phải đâu, banh, banh, hổ mang banh. Hổ mang banh nhưng mà có cái dấu ở trên đầu nó là chúa đấy. Hổ mang banh. Quay ra nào. Gần à. Ai da, hổ mang banh. Con này nuôi được. Con này đắt đấy. Ừ, con này đồng. Nhưng mà chà 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 chà, múa này, múa này, múa này. Quay đầu nó, quay đằng đầu. Múa này, múa này. Con này bổ trên người đấy. Cắn cho bổ trên người đấy. Bố cháu từng bị một nhát với con này đấy. Độc lắm đấy. Chơi rồi, chơi rồi. Quay đằng này mới mới hay. Đây, mới ăn con ngoé xong. Ừ, nó đang chậm. Con này chỉ để nuôi thôi. Đi được. Làm kiểu anh ấy. À, múa nào, múa nào. Múa nào. Đấy, ra đây. Ừ, ra nó mang vậy. Để cho bắt đi. Thôi bắt làm gì. Bắt gì. Con này bé để nuôi. Nhưng mà không. Bắt để nuôi mà. Thôi nuôi, ai đi nuôi. Nuôi nó phải có ấy chứ. Chơi cứ tìm con cóc bé cho nó. Con chuyên môn. Thôi nuôi làm gì. Quay vi người tí cho nó múa. Để bệnh to không? Rắn bé mà bệnh to không? Cái này nó cắn trên người đấy. Nào, múa nào. Bổ nào, bổ. Nó bổ đấy. Nó bổ đấy. Ừ, tôi đâu chẳng nhìn được. Nhưng mà sao con nắng banh này nó màu này nhỉ? Ừ, nó màu này. Không, ở chỗ cháu lại màu đen xi cơ. À, đen thì nó sống ở chỗ môi trường đen thì nó đen. Con này nó chuyển màu theo ấy mà. Vì nó nhiều giống á. Con bạn nó nhiều giống. Cái con mà có cái dấu tròn tròn kính kính ở trên ấy là hổ mang chúa. Còn những con bay hổ thường ấy. Nhìn bé thôi, cắn một cái. Thì dữ lắm. Bé này nhưng mà độc lắm ạ. Múa nào. Đấy. Dạ đây. Ừ, dạ nó hổ mang bánh. Về cho bắt đây này. Ừ. Thôi bắt làm gì. Bắt làm gì. Con này bé để nuôi. Nhưng mà không. Bắt để nuôi mà. Thôi nuôi, ai đi nuôi. Để nuôi nó phải có ấy chứ. Chơi cứ tìm con cóc bé cho có nó. Có chuyên môn. Thôi nuôi làm gì. Quay ghi ngày tí thôi. Để cho nó múa. Để bánh to không. Rắn bé mà bánh to không. Cắn trên người đấy. Nào, múa nào. Bổ nào, bổ. Nó bổ đấy. Nó bổ đấy. Ừ, tôi đâu chẳng nhìn được. Nhưng mà sao con măng banh này nó màu này nhỉ? Ừ, nó màu này. Không, ở chỗ cháu này màu đen xi cơ. À, đen thì nó sống ở chỗ môi trường đen thì nó đen. Con này nó chuyển màu theo ấy mà. Mới nó nhiều giống á. Con bạn nó nhiều giống. Cái con mà có cái dấu tròn tròn kính kính ở trên ấy là hổ mang chúa. Còn những con như này hổ thường. Ừ. Nhìn bé thôi, cắn một cái. Thì dữ lắm. Bé này nhưng mà độc lắm ấy.